Tao đi đi xa rồi chứ không biết đường về nữa nha bay. Mà không có tiền về luôn đó. Dạ. Nó về quá. Bỏ mạ đây mình. Không có tiền về bỏ mạ đây mình. Rồi bây giờ chị Thanh chị khỏe rồi nha. Muốn mình đi khám bệnh một lần nữa là mình không cần đi qua gặp bác sĩ nữa. Chứ gì nữa. Ha, rồi vỗ tay chị Thanh hết bệnh nha. Rồi, mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay mình qua thăm chị Thanh đó mọi người. Thì mấy hôm nay thì anh Út với chị Út là đi làm, thì không có nhà. Thì được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì có gửi tiền về cho anh Út, nhưng mà chưa gặp được nên là mình chưa có trao được. Thì hôm nay là mình gặp được anh Út với chị Út rồi đó. Thì hôm nay là được sự giúp đỡ của lúc trước thì mình đã trao xong rồi. Thì hôm nay là được sự giúp đỡ của bác Ngu là ở Cao Bằng, đã có gửi cho anh Út cái chị Út 1 triệu nè. Chị Phụng ở Hội An là bạn bè của chị Phụng nữa là có gửi cho anh Út và chị Út 1 triệu nữa, là tổng là 2 triệu ha. Tổng là 2 triệu thì hôm nay là mình gặp chị Thanh cũng như là gặp anh Út chị Út, thì mình bàn giao cái số tiền này cho anh Út chị Út luôn, để cho anh Út chị Út có chi phí đi lại để mà thăm chị Thanh. Thấy chị Thanh? Ừ. Ủa rồi mấy hôm nay là anh với chị Út là đi làm ở đâu? Ừ, cũng dắt phân ha. Rồi mấy nay rồi dịch bệnh này kia rồi chắc đâu có đi làm trên thành phố hả? Đâu cho lên chợ nữa đâu. Giờ dịch bệnh cũng thấy ghê quá. Dạ. Đi xa rồi chứ không biết đường về nữa nha bay. Mà không có tiền về luôn đó. Yeah. Nó về quá. Bỏ mạ đây mình. Không có tiền về bỏ mạ đây mình. Được à nghe. Không biết đường về luôn đó. Đúng rồi. Không có tiền bỏ mạ đây mình. Rồi. rồi bây giờ không có tiền về luôn rồi. Buồn không? Chị buồn không? Buồn chắc buồn mặn mà không có tiền về. Buồn nghe người ta nói về mặn không có tiền về nhắc luôn đó. Chớ gì nữa. Không biết sao người ta đi làm không có tiền về chị ha. Ừ. Không biết làm sao vậy trời. Ừ. Chậu ơi mần cho đá không có tiền về buồn biết luôn rồi, trời cũng chết luôn. Quê hương của mình không có tiền về à? Phải không? Ừ. Trời ơi thôi. Bây giờ cũng mong hy vọng là anh với chị Út là đi làm nhiều có tiền nha. Ừ. Có tiền nhiều về thăm chị Thanh. Đó thì hôm nay là nhận được sự giúp đỡ của bác Hu và anh và chị Phụng và bạn bè của chị Phụng là có gửi cho anh chị Út là 2 triệu ha. Thì hôm nay là em gặp em gửi cho số tiền luôn cho anh với chị luôn, để mà anh chị có cái chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng như là có tiền đi thăm chị Thanh nha. Đi tới rồi chị Thanh với bác Hu. Dạ. Rồi chúc cậu với mợ cũng sớm đi làm lại, cũng có nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn mọi cô chú đã giúp đỡ ủng hộ cho em, lại có số tiền tới nuôi cho chị em. Dạ. Vui không chị Thanh? Vui. Mình nhà hảo tâm ta gửi cho em của mình thì chị thấy vui không? Vui. Vui hả? Vui là vui sao ta? Vui là mừng chứ sao? Vui là mừng là sao hả? Mừng chứ sao? Mừng hả? Ừ. Thì sao? Mừng vui rồi mừng là sao ta? Mừng là có em mình có tiền chứ sao? Chớ gì nữa. Em cũng vui quá à. Ừ, mọi người giúp đỡ gia đình của chị em cũng vui quá à. Vui quá. Chân thành cảm ơn bác Hu, chân thành cảm ơn chị Phụng và những cái chị là bạn bè của chị Phụng nha, ở ngoài Hội An là có gửi về để mà giúp đỡ cho anh Út và chị Út, cũng như là giúp đỡ cho hai mẹ con của chị Thanh. Đó thì anh Út ơi, mình cất tiền đi anh Út. Cất tiền đi. Ừ, cái tiền đi, bỏ túi đi. Anh bắt cái ghế qua ngồi kế chị Thanh đi. Chị Thanh ơi, đừng đưa giỏng nữa chị ơi. Đừng đưa giỏng nữa, bắt quế mình ngồi gần gần cho nó tình cảm nha. Ừ, đúng rồi, chị anh chị Út qua, bắt cái ghế qua. Đúng rồi, nói chuyện bình thường thôi, rồi được rồi đó. Rồi, không cần phải ngã qua đâu. Rồi, cho em hỏi nè, mấy nay thấy anh Út với chị Út là thấy sức khỏe của chị Thanh như thế nào rồi? Sức khỏe nhiều rồi, đỡ nhiều. Thấy chị đỡ nhiều. Chị đi hết luôn. Đi cùng làng cuối xóm luôn. Khỏe nhiều lắm rồi, bây giờ cái chân đi được rồi, bây giờ là nhận thức được rồi, sức khỏe cũng tốt nhiều lắm rồi. Ừ, chớ gì nữa. Đúng không? Nay mà đi chầm lá được rồi. Đúng rồi, nay mà đi chầm lá nha. Giờ biết cắt chỉ không, lãnh đồ về cắt chỉ. Ừ. Chỉ. Mới mốt đi chầm lá rồi làm gì nữa, chị muốn làm gì nữa không? Ừ. Mới hết bệnh rồi đi chầm lá có làm gì nữa không? Lá rồi về nhà chứ làm gì? Mấy con vịt đó. Hết
bác Hến. Rồi bây giờ chị Thanh chị khỏe rồi nha, mốt mình đi khám bệnh một lần nữa là mình không cần đi qua gặp bác sĩ nữa. Chơi gì nữa. Ha, rồi vỗ tay chị Thanh hết bệnh nha. Đỡ nhiều lắm rồi. Rồi không, lúc trước á, lúc mà em chưa qua thì lúc đó như thế nào? Lúc trước còn bệnh còn đi không nổi á cưng. Đi không nổi à? Đi không nổi, gán đi không đó. Rồi bây giờ tự khai phải không? Không cần người ta kể mà tự khai luôn nha. Gán đi không đó cưng. Gán đi không à hả? Gán đi trời khủng khiếp luôn, mới đi được vòng vòng nhà đó. Rồi lúc này đi được rồi cưng. Đi được rồi. Đi được nhẹ nhẹ rồi, không còn gán nhiều nữa nói chứ. Vỗ tay, chúc mừng, chúc mừng. Gì hả? Rồi lúc trước mình sao nữa? Ồ, khủng khiếp thiệt chứ. Khủng khiếp luôn. Nhớ đợi giờ còn hơi gán nhẹ nhẹ hả? Trước ngán nhẹ quá trời mà nặng luôn. Ngủ tiếp luôn chứ. Nhẹ nhẹ thôi hả? Ừ. Chí gì đó. Ừ. Chí gì? Không, hỏi chị Thanh vô có may đồ được không? Ừ. Mà chắc hỏi anh đó đi lấy đồ ngoại về cắt chỉ được. À, cho anh làm công việc tại nhà luôn ha. Ừ. Cũng được, chị Thanh chỉ may giá thiêu thùa là ngon lành à. Ha, im mà chị. Mốt bên nhà mình... anh không biết cắt luôn. Mình thiêu thùa đi, mình cắt chỉ đi. Tạo công ăn chuyện làm. Nha. Chị không biết người ta cái nghề đó mà biết sao nữa. Người ta chỉ chị. Đúng rồi, mình mốt mình hết bệnh là mình chầm lá đi. Rồi thời gian rảnh thì mình đi cắt chỉ nha. Ừ, được à. Rồi lúc trước mà còn chị Thanh còn bệnh với vấn đề mà bệnh tâm thần á thì anh chị Út là thấy sao? Thấy lúc đó là chị quậy quạng nhiều dữ không? Chị không hát ra. Không có quậy cưng ơi, hát gì ca gì đó. Không ngủ là chị ngủ. Hát ca đồ gì đó. Cái chị không có quậy. Không quậy phải không? Ừ, hiền. Có đi nổi đâu quậy. Đi không nổi á. Đi không nổi. Không đi nổi là đi mận rồi. Đi mận vậy là không quậy ai, quậy ai chân. Không. Đi không nói là lấy gì quậy. Đi không nói rồi không ấy, đi nổi là đi chầm lá rồi. Thì lúc đó là cũng ca hát rồi, cũng giống như là mình nói những cái câu mà không biết là chỉ nói cái gì luôn không à, nốt vô. Nói là cũng như là cũng bà như chị bà nói rồi bà trước bên sau vậy đó, nhưng mà chị Thanh giống nhưng như là một cái người làm. Dạ đúng rồi. Giống như chị Thanh bây giờ như một người bình thường rồi, tỉnh giống như là anh Út rồi, giống như chị Út rồi, khỏe khoắn im gu. Nấu đồ ăn, nấu bông canh chua, bông su đũa, đồ kho cá, đồ ngon lành luôn. Ừ. Quá trời mừng luôn. Cũng có nhờ anh Út, chị Út cũng tới lui rồi cho chị, cũng chở đi bệnh viện rồi cũng tới lui thuốc men lo cho chị, cũng mừng. Bây giờ cũng có cảm ơn em Út mình không? Cảm ơn em Út, chị sao không? Cảm ơn sao? Trong lòng em cảm ơn. Cảm ơn trong lòng hen. Ừ. Vậy hả? Thôi cũng cảm ơn trong lòng cũng được rồi, anh chị em trong nhà mình mà ha. Rồi có muốn nói gì nữa không? Gì? Có muốn nói gì nữa không? Có muốn cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ em của mình không? Giúp đỡ nói luôn đi. Tôi muốn nói. Ừ, nói luôn. Các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em tôi. Sao nữa? Sao nữa? Chị gì? Vậy hả? Thôi chúc cái gì không? Có chúc gì không? Chúc nhà hảo tâm vui vẻ. Chị nào? Chị Phụng với lại là bác Hưu. Chị Phụng, bác Hưu. Lúc trước là có nhà, lúc trước là bác có giúp ra chị Thanh nữa. Nhưng mà dòm vô mình cất nhà. Nha. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành để giúp đỡ chị Thanh, cũng như là giúp đỡ anh Út và chị Út, cũng như là giúp đỡ cậu Tư của chị Thanh. Thật sự là cuộc sống của ai là cũng khó khăn hết, nên là cũng không có lo lắng gì cho được người chị Thanh nhiều nữa. Nên là anh Út, chị Út cũng đi làm thôi, cũng đi làm thuê, làm mướn thôi, ai thuê gì làm đó, ngày làm chỗ này, ngày làm chỗ kia, để mà có thêm thu nhập, để mà lo cho cuộc sống của bé gái và con gái của mình ở nhà đi học, với lại là trang trải cuộc sống hàng ngày đó. Thì không biết là sắp tới là cậu Út có dự định là đi lên Sài Gòn làm lại không? Có, nhưng mà hết là đi lên để làm lại. Dịch bệnh hết thì vẫn làm lại. Do mình làm ở đây không có dư giả gì nhiều hay là sao? Không có dư. Lúc đó là ngày con trăm mấy rồi, chi phí rồi con đi học ăn uống, anh đi làm ăn uống tính ra làm 300, nhưng mà đi chi phí hết 100 rồi. Chi phí hết 100 rồi. Ừ. Đi phà rồi xăng mình tính vô luôn á. Dạ. Dạ. Phần cơm thì người ta không lo cho mình, nó mới vậy. Dạ, vậy là cũng không có dư giả gì nhiều. Mười mốt chị Thanh hết bệnh rồi, chị Thanh chở anh Út gì Út đi làm nha.
đặng cho cái chi phí tiền xăng này kia là anh Út đỡ được phần đó hàng tháng, được không? Rồi rồi, cái căn nhà này em thấy là cái căn nhà của mình là bây giờ có dự định sửa lại không? Có tiền mới tôi lại sửa. Cuối tới năm tới này nè. Năm tới. Năm tới mới sửa. Không, năm hết năm nay nè, cũng tới tới nữa. Rồi, có ai tới, giúp đỡ cho nó tô tiền tô được không? Cho nó lâu, nhà nó lâu quá. Nè bây giờ chị nói đây đi. Ừ. Bây giờ chị nói sao? Bây giờ chị nói sao? Nói đi. Coi có ai coi được cứ giúp đỡ cho nó đỡ tốn tiền liền mặn nhiêu hết nhiêu. Ừ. Rồi bây giờ nói cái nhà hảo tâm. Bởi vậy mặn đời sống mặn khó khăn kiếm tiền khó khăn nữa. Chớ gì nữa. Thôi bây giờ coi mình nói với ai coi giúp đỡ cho nhà nút gì ốc tô cái nhà hen. Ừ. Ừ em nói cũng muốn vậy á. Như trong đài vậy đó. Nói trong đài. Ừ. Rồi bây giờ chị nói trong đây đi, mọi người đang xem chị nè, bây giờ chị nói đi, có ai giúp đỡ cho em của tôi thì sao đó. Ừ. Nói sao nói đi. Nó không được nữa, trong nghề nó không được nữa. Nghề gì? Không trong nghề nó không được. À không trong nghề nó không được ha. Bây giờ mình suy nghĩ sao mình nói vậy, mình thấy em của tôi khổ quá, sao đó. Ừ. Sao, thấy em tôi sao? Thì mình nói vậy đó, ai cho. Nè bây giờ thấy cuộc sống của em của mình sao? Thấy cuộc sống của em của mình, em út của mình đó, hai vợ chồng sao? Hả? Khó khăn không? Chứ gì nữa, rồi khó khăn vậy, không khó khăn. Mặn một người mặn là không đủ xài đâu. Chứ gì nữa. Nó dạ đúng rồi. Hoài luôn. Với lại mình có con rồi thì mình lo cho con cái nhiều lắm, lúc đó chi phí là nặng nề lắm. Bởi vậy muốn ở quê làm lắm, nhưng mà một người mình làm mà còn vợ mình nó không có nghề, ví dụ như nó đi làm nữa sẽ hai người làm sẽ dư một người. Dạ. Lúc đó con lúc mà đi Sài Gòn thì bé Ngọc ở đây với ai? Dư bà ngoại. Ngoại hả? À đúng rồi, có thể là hai vợ chồng đi làm thì một người để chi tiêu sinh hoạt, còn một người là dư ra đó. Rồi nếu mà sửa nhà thì anh chị có ở nhà không hay là anh chị đi? Ừ, vậy là cũng muốn đi làm có tiền để mà sửa nhà đúng không? Dạ. Thì em cũng mong là khi mà quay lên video clip này thì mọi người sẽ thấy được cái hoàn cảnh của cậu Út. Bây giờ mình xin nói lại hoàn cảnh của cậu Út đi, cũng đi làm thuê làm mướn. Ai thuê gì làm đó, thì căn nhà bây giờ là xây lên được cái nền móng rồi, cái nền rồi. Bây giờ cũng lên gạch rồi nhưng mà chưa có tô. Rồi bây giờ cái nền dưới là cũng chưa có gạch nữa, thì cửa sổ là cũng chưa có luôn. Nó thì cũng chi phí là nhiều khi một tháng, một năm. Thì đi làm như vậy thì chi phí dư ra được giống như là 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu. Thì mình mua về mình làm từ từ. Đó thì Tết này thì anh chị Út cũng đi về. Thì Tết này thì cũng dư ra được chút đỉnh thôi, cũng vài triệu rồi anh chị cũng mua ton để mà lọt cái căn nhà lại. Nhưng mà cũng chưa có làm nữa. Thì mấy nay cũng lu bu để mà làm nhà cho chị Thanh, phụ làm nhà cho chị Thanh thì cũng chưa có làm. Đó thì qua đây thì cũng mong là mọi người thấy được cái hoàn cảnh của chị Thanh nè, hoàn cảnh của anh Út và chị Út, những cái thành viên trong gia đình của chị Thanh mà có thể là giúp được, giúp đỡ cho anh chị Út có một cái số tiền, một cái khoản kha khá, có thể là 10-20 triệu hay là 30 triệu là có thể là tô cái căn nhà lại. Sửa lại sang lại căn nhà, sau đó là anh chị Út ở đây ở trước nhà của chị Thanh luôn, thì có thể là thuốc men nè, lo cho chị Thanh và bé Hương được tốt hơn nữa, không còn phải đi làm xa nữa, không còn phải đi làm thuê làm mướn để mà tích góp từng đồng từng cắc để mà sửa cái căn nhà lại của mình từ từ nữa. Bây giờ nếu mà chi phí sửa căn nhà lại là khoảng bao nhiêu hả anh chị Út? Là bây giờ là mình cái căn nhà của mình đã hoàn thiện, có vấn đề gì rồi thì anh nói thử coi. Cái nền móng mới làm rồi nè, mình xanh xây gạch lên rồi nè, gạch lên là cái tường rồi nè, mà chưa có tô nè. Rồi bây giờ cửa sổ là vẫn chưa có nè, đúng không em thấy vậy? Rồi bây giờ cửa phòng này kia là giường ngủ này kia là cũng chưa cái gì hết. Ừ. Bây giờ chi phí nếu mà khoảng chừng 20-30 triệu hay là 40 triệu rồi đủ không? Rồi đó hay em nghĩ là cũng khoảng đó đó. Rồi mình tô lại này kia thì mình có thì mình sơn luôn, không có thì thôi mình tô lên cũng được rồi. Nhưng mà quan trọng là phải cửa nẻo rồi kia cho nó rộng rãi, cho nó kín đáo và nó an toàn chút xíu. Dạ. Thấy chị Thanh? Rồi bây giờ mình thấy em của mình vậy rồi mình nói thêm chút xíu nữa đi. Nói gì vậy? Giờ mình nói sao? Người ta cho là người ta cho chứ gì đâu nói. Dạ. Ừ, nói giờ tôi thấy em của tôi vậy rồi có ai giúp được giúp phải không?
Ta tỉnh à, giờ ta thay là ta cho là ta cho. Đúng rồi. Đúng rồi, ta cho là ta cho chứ. Ta cho là ta cho ha. Đúng rồi, ta cho là ta cho hả? Rồi, rất mong tất cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các anh chị em ở gần xa có thấy được cái hoàn cảnh của hai mẹ con, mà có thể là giúp được hai mẹ con, giúp được anh chị Út sửa cái căn nhà lại của mình nha. Đó, thì bây giờ anh chị Út nói là bây giờ có cái tiền sửa nhà thì bây giờ không còn đi làm nữa, thì cái căn nhà của mình, của anh chị Út á, là trước nhà của chị Thanh đang xây. Đó, thì sau này nếu mà có tiền mà sửa căn nhà lại rồi anh chị Út là về đây sống luôn, là khi đó là có thể là đi tới đi lui hàng ngày để mà lo cho cuộc sống của hai mẹ con tốt hơn nữa, có người dặn dò uống thuốc, có người nấu nướng đồ ăn uống hợp vệ sinh hơn nữa, thì cũng đó là một cái một cái phương án cũng rất là tốt. Đó, thì cũng mong gặp được những cái quý nhân giúp đỡ cho anh Út và chị Út nha. Thấy chị Thanh? Em cũng mong vậy anh chị Út ơi, em cũng mong là có nhiều nhà hảo tâm thấy được mà có thể giúp được khoảng chừng 20 triệu thôi là em cũng mừng lắm mà. Anh nói thật, có 20 triệu là mình nhiều đó, là mình làm cũng nhiều lắm rồi đó, là làm được cái căn nhà là mình sống này kia trong đó là cũng ok rồi. Em thấy nhà cũng rộng rãi đó, nhưng mà chưa có cái gì trong đó hết á, chưa có tô, chưa có làm gì hết á. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Hương đi vô được con, bẫy lên được con. Dạ. Đúng rồi, sau này thì mình phải an cư, mình mới lạc nghiệp được. An cư mình lạc nghiệp, sau này mình cho con bé Ngọc nó đi học ở đây cho nó gần nhà, gần cửa, gần bà ngoại nó nữa. Rồi chị cũng gần nhà mẹ mình, rồi anh cũng vậy nữa. Thì đi tới đi lui nó cũng dễ dàng hơn, chứ mình đâu có thể nào mình đi tha hương, mình đi làm thuê làm mướn hoài được. Đó. Nên là em cũng mong là sẽ chiều nay em trúng số. Chiều nay em trúng số em cho căn nhà mới luôn. Đó. Cảm ơn chú ít nhiều nha. Đúng rồi, chiều nay là em trúng số một cái ha, mà chút xíu nữa anh Tư nè, em kiếm anh Tư mua vé số, chiều nay mà trúng số là em cho căn nhà mới luôn. Chị Thanh là cái căn nhà hoành tráng luôn, lên lầu luôn. Đúng rồi, hương lầu chị Thanh lên lầu luôn. Từ vậy chứ thấy vậy chứ khổ cũng bệnh nữa, rồi cái tới tháng cái cũng chịu mấy đi thành phố nữa đó. Vì sao? Chứ nữa đi bán vé số đi dành dụm đi thành phố. Chớ gì nữa, tội nghiệp. Đi thành phố. Tội nghiệp chị, tội nghiệp ảnh là ảnh làm chịu mấy đó trời. Đi tiền không có bảo hiểm nữa. Không có bảo hiểm nữa. Tại cái đó là ngoài bảo hiểm phải không? Cái đó là danh mục ngoài bảo hiểm. Không biết có bảo hiểm không mà sao ảnh không đi bảo hiểm? Cái đó là ngoài bảo hiểm đó chị. Cái đó là ngoài bảo hiểm. Ngoài bảo hiểm rồi. Mà cũng tội nghiệp ảnh ha, giặt quần giặt áo cho chị rồi ở trong bệnh viện rồi lo từng miếng ăn giấc ngủ luôn. Giặt quần giặt áo mặc tả đồ, hương mặt. Hay lắm mấy chuyện đó anh hay lắm. Còn có ai bước về chị mà bằng gì không? Anh hay lắm. Lúc này bán cái số ấy rồi anh nản rồi. Nản rồi. Nản rồi không biết chuyện nào nghĩ. Mới hôm nay lãnh một cọc chào á nè. Đi hả? Cọc gì lớn nè. Tờ, hai lóc à. Hôm qua bán có 100 tờ hả? Hôm qua trả lợi, bán trả lợi. Hôm nay cái cọc đó hơn 100 tờ. Chị Thanh ơi, chị Thanh biết sao không? Trả lợi với số hôm qua trả lợi đó. Chị Thanh biết sao, mấy nay mình dịch bệnh á, bệnh này kia nhiều quá, người ta đâu có dám ra đường. Chứ gì nữa, ảnh nói người ta không cho vô nhà nữa, rồi lãnh có rồi trả bán được có 100 hơn 100 hay gì hả? Dạ, cũng tội nghiệp đi bán bây giờ dịch bệnh là bây giờ ở đâu cũng vậy trơn, ở đâu cũng vắng hoe hết trơn á. Không được nữa. Dạ, cũng tội nghiệp. Nên là thấy mọi người cũng giúp cậu Tư có cái tiền đi khám bệnh rồi thì cũng mừng. Dạ, thấy chị Thanh? Mừng cho cũng đỡ được phần nào chứ đi bán vé số nha. Trời, một ngày mà có 100 ngàn thôi, ăn uống, ăn uống. Con đo lóng tay của con á. Rồi, được rồi con, được rồi. Nhưng mà con đổ nước này đi, con lấy nước trong thùng á con, đổ nước này đi, lấy nước trong thùng á. Nước ngọt qua sắp chi xong tôi sắp. Vậy hả? Qua sắp chi xong. Dạ, dạ. Nó cũng mặn mặn. Nó không có mặn, nó cũng ngọt, ngọt chịu. Uống nước đá thôi, mặn mặn. Chị Thanh ơi, hả? Mới mốt rồi bây giờ trời lỡ cậu Tư, anh Tư anh thất nghiệp rồi, bây giờ nghĩ anh Tư anh làm gì được giờ ta? Anh làm gì anh cũng làm chân á. Làm gì cũng làm trơn. Ừ. Mà làm gì? Làm bây giờ cái chị. Gì anh cũng làm được hết trơn á. Bây giờ chị thấy cái nghề gì anh Tư anh làm được? Mà giờ nặng quá, giờ nghề nặng quá, giờ anh chạy rồi. Lâu rồi không thấy anh làm nghề nặng nữa. Nặng quá bệnh chị ơi, bệnh đâu có làm nổi đâu. Lớn tuổi rồi. Anh làm nào nặng kìa. Mở gì chầm rủ ảnh đi chầm lá chung đi. Đâu biết chầm lá. Rủ anh đi bắt hến chung đi. Có đi bắt hến đồ rồi ảnh được, ảnh bắt được hến ha. Được hay lắm. Ủa anh Út gì Út, nếu mà bây giờ ở quê mà đi làm gì ta?
ở quê ở đây thì mình đi làm gì được? Ở bên công ty bên công ty bên Việt Kiều với người ta là bên gì? Khu nghiệp Hòa Phú. À, Hòa Phú hả? Đúng rồi, Hòa Phú thì rất là nhiều ngành nghề. Thì giống như ở dưới quê ở đây thì không có gì làm ha. Mình phải chạy ở bển mình xin mới có chuyện làm. Dạ, em bển nhưng mà cái đồng lương hiện nay nó có 3 triệu mấy. Dạ, đúng rồi mà xa nữa, kêu qua khu nghiệp Hòa Phú xa lắm nha. Tiền xăng thì tiền ăn á, quan trọng là tiền ăn á, tiền phà với tiền xăng thì nó không nhiều. Dạ. Nó cỡ 20-30 ngàn. Mà làm cuối tháng 3-4 triệu, người dân 1 triệu mấy. Đúng rồi, xa quá. Chi phí không có, chi phí nặng quá. Ở dưới quê mình cây có trồng trọt ở đây là chắc cũng đâu có trồng gì được hết ta, đâu có đi phụ người ta làm được ha. Như lọc nhãn này kia là bây giờ đâu có ai mần nữa hả? Không ai mướn. Không ai mướn. Ta làm nhà chứ. Tại vì mấy cây nhãn này tới mùa năm có mùa đó. Năm có mùa một. Hoặc là hai mùa thì nó ít ai làm. Hai mùa thì làm cây nhãn đó. Không ra trái nổi. Không có trái nổi. Ừ. Ra đâu nó nổi. Nó ra nó cũng bông có cũng khúc kìa. Dạ. Bây giờ cái nhãn này đo mình nó cũng chết nhánh, mình không chăm sóc nó chết nhánh. Với lại là bây giờ đang cái mùa mà nước mặn tràn vô rồi, bây giờ nước mặn quá rồi, bây giờ là cũng khó nữa. Cây sầu riêng, vườn sầu riêng đã chết. Không dám tưới. Trời ơi, mà ở gì? Tứ là trái lá chết hết luôn. Ủa vậy anh chú Út, bây giờ ở đây mình có vườn gì không? Bên chị có vườn đồ nhiều không? Chỉ bên mẹ nhà chỉ có là cái nền nhà. Có nền nhà thôi. Ủa đây nếu mà chăn nuôi thì mình có thể nuôi con gì được? Chị Thanh chỉ nuôi vịt rồi đó. Lúc trước có nuôi dê ngay đây nè. Nuôi dê. Nuôi dê rồi à, nó ăn trúng cái con mà kiến ba khoang đó. Rồi. Chết con 60 kg luôn, mấy triệu bạc. Đau lòng. Rồi thêm nó đẻ con cũng chết cái nữa. Đẻ là chết nữa. Khó mà em nuôi cái đó là cũng không, nó không có lời nhiều nhưng mà để đâu ra mười mấy ngày mình phải ở nhà mình lo cho nó hoài vậy đó. Dạ đúng rồi, phải ở nhà lo. Ví dụ như ở nhà có lục nhãn đồ chạy ra chạy vô cho nó ăn cỏ này kia rồi mới được. Dạ thôi em cũng mong là có nhà hảo tâm thấy được mà có thể giúp được cho gia đình của mình xây cái căn nhà, sửa cái căn nhà lại, sau đó là có thể là có cái số vốn để mà có thể là chăn nuôi trồng trọt cái vấn đề gì đó ở nhà luôn, mà làm ở nhà cho nó thoải mái, chứ bây giờ mình đi làm thương làm mướn người ta nhiều quá thì mình không có dư giả gì nhiều hết trơn á, mình làm ở nhà đi rồi cho anh đi làm mà chị ở nhà chỉ lo ruộng vườn, ở lòng chị lo mấy cái con này con kia vườn tược đồ, với lại có người lo cho chị Thanh nữa cũng mừng. Thấy chị Thanh rồi bây giờ nói gì nữa không chị Thanh? Bây giờ có nói gì nữa không? Ai giúp được thì giúp phải không? Ai giúp được giúp. Bình thường không? Thôi hôm nay là chị Thanh chị khỏe nhiều lắm rồi, ai cũng mừng hết trơn á. Nha. Mừng lắm rồi, bây giờ tỉnh nhiều lắm rồi anh Út ơi. Dạ, chị Út ơi, tỉnh nhiều lắm rồi. Chứ nhớ cái lúc đi bệnh viện thì thôi. Nhớ quýnh người ta không? Nhớ đè chị Út không? Không có biết cái lúc đó không có nhớ nhung gì hết trơn. Hát hò. Vui quá. Cái hát bài nào tặng không? Hết thuộc rồi. Hết thuộc rồi hả? Đã lâu lắm rồi. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại phố xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu dừa chân chợt lắm em ơi. Đi mà không theo té như chơi. Chân son má đào đôi dép cao gót làm sao qua cầu dừa. Dừng lạc lối đi chung em giờ chân bước tới mông lung cây me trước nhà y khế sao ngó nhìn qua nhà bà đó chưa ngừa thiếu thời thương lắm em ơi em giờ đã bỏ cuộc chơi bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa ê cầu dừa sớm nắng chiều mưa em bây giờ hết rồi. Cái mẹ trước nhà, cái khế sao ngó nhìn gà ngó dạo. Trời ơi, năng cao mà nghĩ tới tiền cao không được chứ. Chứ người tặng nhà. Nghĩ tới tiền hả? Thôi bây giờ nè, có vật phẩm là có hai trái khán giả tặng hai trái bắp. Đó, tặng hai trái bắp nha. Có khán giả chồng mày ăn đi, tao với ăn đi anh chị ăn đi, anh chị ăn đi. Anh chị ăn đi. Nè ca sĩ hát hay quá là tặng cho ca sĩ 100.000 nha, tiền cách xê hôm nay nha. À, đây ca sĩ ơi, tiền cách xê hôm nay nè. Có nữa hả? Có nữa. Ủa thiệt hả? Cất tiền liền. Tiền liền. Vô mánh, bên này vô mánh rồi. Vô mánh hát bản thì tặng trăm rồi.
nó cờ khoe cái anh Tứ là mấy chị tao ca, tao cũng nói sao nó không kêu tao ca chứ. Tao cũng biết ca rồi đó chứ. Tao vẫn nhớ, sao tao nhớ tao cha. Tao giúp đỡ mình không nhớ. Đúng rồi. Thời buổi bệnh không đó. Hiểu không? Thời buổi bệnh thì sao không nhớ thì sao? Chắc là tao không, tao quên. Quên trả luôn. Quên trả luôn. Gì vậy? Có hả? Có à nghe. Có không? Thời buổi này làm mà phải nhớ mới được à, không thôi tao không biết đường tao trả đâu đó. Vậy giờ vô bếp lửa mình mới nhớ được á. Bếp lửa nữa. Nhớ gì nữa? Vô bếp lửa hoài mốt mà hỏng hơ nữa nghe, bây giờ hỏng hơ mới hết bệnh đó chứ hơ bệnh nữa đó. Mày hơ khỏe rồi đó. Khỏe nữa hả? Thiệt á. Dạ. Ủa chị, ủa mà không có găng sao mình ăn ăn bắp được. Ủa chị cắn kìa. Lỗ 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 luôn. Thôi. Hết hả? Ừ. Chị, bây giờ mình vài bữa mình đi trồng găng nha. Thôi, thôi em dẫn đi trồng găng đi. Kệ tốn vài chục triệu, tốn vài chục triệu em trồng chị luôn. Thôi. Ủa chị bệnh. Chị bệnh hả? Bệnh nữa. Bệnh gì nữa chị hết trơn rồi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Thì bây giờ cũng cảm ơn bác Thu, cũng chị Phụng và bạn bè của chị Phụng đã gửi tiền về giúp đỡ của anh Út và chị Út nha, cũng như là giúp đỡ hai mẹ con của chị Thanh. Rồi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha, cũng mong là gặp được nhiều quý nhân, những cái nhà hảo tâm mà giúp đỡ được cho gia đình của anh Út và chị Út được cái mái nhà lành lặn hơn. Bây giờ là cái căn nhà đang dang dở chưa có xây xong thì cũng mấy năm nay rồi không có tiền sửa. Cũng mong là nhiều người nhà hảo tâm thấy được những cái hoàn cảnh của anh Út và chị Út cũng như là chị Thanh, và giúp đỡ được cho họ những cái số vốn để mà sửa nhà, cũng như là có một số vốn để mà buôn bán kinh doanh, cũng như là trồng chăn nuôi con gì đó để mà có thu nhập nhiều hơn mỗi ngày, không còn phải đi làm thuê làm mướn ở xa nữa, cũng có người ở nhà đỡ lo cho sức khỏe của hai mẹ con của chị Thanh. Với lại là mình đâu có thể nào mình qua suốt đời được, mình đâu có thể nào mình qua hoài được, thì cũng mong là nhiều nhà hảo tâm thấy được cái hoàn cảnh của anh chị Út mà giúp đỡ cho chị Út ở nhà có thể là lo được cho hai mẹ con của chị Thanh được sức khỏe tốt hơn và sớm hồi phục cái căn bệnh của mình hơn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bye bye. Cảm ơn các hảo tâm đã ủng hộ cho anh chị em con. Rất mong một chút một ngày vui vẻ, ngày hạnh phúc. Rồi, chị Thanh ơi. Sao bây giờ có chúc mọi người sao không? Chúc mọi người vui khỏe. Vui khỏe phải không? Rồi gửi ngàn nụ hôn không?